Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thành ủy Tân An tổ chức hội nghị sơ kết công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố. Sau 2 năm triển khai thực hiện chương trình số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về giải phóng mặt bằng, tái định cư, ổn định đời sống nhân dân, đến nay, thành phố đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư 4 dự án công trình thuộc vốn ngân sách nhà nước với 251 hộ bị ảnh hưởng diện tích thu hồi khoảng 4,4 hecta đã chi trả với số tiền 549 tỷ đồng. 19 dự án công trình đang triển khai thực hiện tiếp tục với hơn 1.060 hộ cần thực hiện giải phóng mặt bằng trong thời gian tới. Dịp này, 6 tập thể, 27 cá nhân được Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng vì có thành tích tốt trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn thành phố Tân An. Thưa quý vị, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế, gây khó khăn và ảnh hưởng đến việc cân đối các nguồn vốn, kéo dài thời gian bố trí vốn, thời gian thực hiện dự án. Vì vậy, Ủy ban nhân dân yêu cầu các sở ngành địa phương nghiêm túc chấn chỉnh công tác chuẩn bị đầu tư, lập dự án và quản lý đầu tư xây dựng các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Theo đó, việc lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư phải có đủ năng lực, khi trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư phải đánh giá thật chi tiết, thiết kế thật kỹ lưỡng, đề xuất quy mô, tổng mức đầu tư phù hợp với thực tế, tiết kiệm hiệu quả. Đặc biệt, khi trình điều chỉnh bổ sung phát sinh các hạng mục của dự án đầu tư, tuyệt đối không báo cáo đề xuất chung chung và không trình điều chỉnh nhiều lần manh mún. Trường hợp việc phát sinh do nguyên nhân chủ quan thì chủ đầu tư phải thực hiện báo cáo tự kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể cá nhân có liên quan. Đồng thời việc trình xin chủ trương điều chỉnh bổ sung phải kịp thời. Nếu chậm thực hiện, chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm trước người có thẩm quyền. Tiếp theo là thông tin về hoạt động đền ơn đáp nghĩa hướng đến kỷ niệm 76 năm ngày thứ binh liệt sĩ. Thưa quý vị, đoàn công tác của cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 bộ Công an do thượng tá Bùi Đức Thêm, phó trưởng phòng 5 cục C04 làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng. Theo đó, đoàn đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dữ tại xã Phước Lợi, huyện Bến Lức. Mẹ có chồng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, con trai hy sinh ở chiến trường ca vào năm 1979. Cục C04 Bộ Công an ân cần thăm hỏi sức khỏe mẹ và đồng viên mẹ sống vui, sống khỏe là tấm gương sáng để con cháu noi theo. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những cống hiến hy sinh của các liệt sĩ, thương binh, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, mong muốn các gia đình chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn luôn giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Tại một Quá, lãnh đạo Quỹ ban nhân dân huyện đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện. Tại các gia đình, lãnh đạo viện ân cần gửi lời thăm hỏi sức khỏe, đồng thời động viên các thương bệnh binh, gia đình chính sách tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng. Thưa quý vị, hoạt động đền ơn đáp nghĩa tri ân những gia đình chính sách, người có công luôn được các cấp quỹ đảng chính quyền địa phương và nhất là ngành lao động thương binh và xã hội luôn xem là nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện bằng mệnh lệnh của trái tim. Tháng 7 được xem là tháng cao điểm để các cấp các ngành đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, tỉnh sẽ tổ chức nhiều đoàn thăm tặng quà các gia đình chính sách người có công tiêu biểu ở 15 đơn vị cấp huyện, thăm làng thương binh nặng ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công ở Long Đất, các mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức lễ chân hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh và lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Long An hiện có trên 30.000 liệt sĩ, trên 12.000 thương bệnh binh, trên 5.000 mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 88 mẹ còn sống. Từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh xây dựng 72 căn nhà tình nghĩa, tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng, sửa chữa 20 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 560 triệu đồng, vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa gần 13 tỷ đồng để chăm lo cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Đức Hòa tổ chức hội nghị tập quấn cho tổ công nghệ số cộng đồng năm 2023 tại đây các đại biểu đã được hướng dẫn sử dụng zalo để tuyên truyền thông tin hướng dẫn thanh toán trực tuyến hướng dẫn mua hàng trực tuyến đồng thời đại biểu cũng được hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng dịch vụ công quốc gia cách khai thác dữ liệu dân cư trên cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia cách cài đặt sử dụng long an số thông qua lớp tập huấn này đã góp phần trang bị thêm những kiến thức về chuyển đổi số kỹ năng nội dung cơ bản trong việc thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan đơn vị và địa phương Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An tổ chức tọa đàm vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong cụm thi đua số 2 đã chủ động tổ chức các hoạt động để hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi nghiệp như làm cầu nối để giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp, các hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ kinh doanh cá thể của phụ nữ tham gia các khóa tập huấn, đào tạo quản trị doanh nghiệp và các chương trình dự án về khởi sự khởi nghiệp kinh doanh, xây dựng sản phẩm OCOP, hỗ trợ hội viên phụ nữ tiếp cận với các nguồn vốn, kỹ năng nâng cao năng lực cạnh tranh. Cụm thi đua số 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ các đơn vị thành phố Tân An, Châu Thành, Tân Trụ, Bến Lức, Cần Duộc, Cần Đức và Đức Hòa giao lưu, học tập mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi. Theo đó, đoàn đến tham quan học tập các mô hình làm kinh tế hiệu quả trên địa bàn thành phố Tân An, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất mỹ phẩm KGH, và hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nhân Thành Trung, thành phố Tân An. Đây là dịp để các bộ hội trong cụm được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, qua đó mạnh dạn khởi nghiệp để phát triển kinh tế gia đình. Thưa quý vị, tối ngày 20 tháng 7, tại nhà thiếu nhi tỉnh Long An diễn ra lễ khai mạc trại hè qua phượng đỏ năm 2023 với chủ đề Thiếu nhi Long An vui khỏe an toàn. Trại hè kỹ năng qua phượng đỏ có gần 400 đội viên thiếu niên tiền phong của 15 quyền thị thành phố tham gia, Trại hè diễn ra trong vòng 2 ngày, ngày 20 và ngày 21 tháng 7, 2023. Tại đây, các em được tham gia một số hoạt động giáo dục kỹ năng sống liên quan nghi thức đội, thiết kế cổng trại, vẽ tranh liên quan chăn nghệ. Dịp này, ban tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia trại hè kỹ năng qua phường đỏ tỉnh Long An năm 2023. Trại hè là sân chơi bổ ích giúp các em giao lưu, phát huy tinh thần đoàn kết, học hỏi kỹ năng lẫn nhau, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đội và phong trào thiếu nhi. Thưa quý vị, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, phát triển năng khiếu cho các em thiếu nhi trong dịp hè, đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh đã đổi mới, tổ chức nhiều sân chơi hoạt động mang tính giáo dục cao, mang đến kỳ nghỉ hè bổ ích lý thú, an toàn cho các em. Ghi nhận tại trường tiểu học An Thạnh, huyện Bến Lức, hơn 100 em học sinh rất hào hứng khi được tham gia nhiều trò chơi vận động bổ ích để giúp các em có được kỳ nghỉ vui vẻ cũng như tràn luyện thể chất đoàn thanh niên địa phương đã xây dựng đa dạng các hoạt động vui chơi hấp dẫn các em với những chương trình thú vị trong cái thời gian mà hè thì cái ban chỉ đạo hè sáng thành thì trước tiên là lập cái kế hoạch và tổ chức các trò chơi các buổi tuyên truyền cho các em chẳng hạn như là vào tháng 5 thì liên đội là trung học cơ sở An Thạnh thì đã tổ chức tuyên truyền cái về cái tác hại của phòng chống ma túy và sau đó là làm cái lễ meeting là cái số lượng là khoảng 5 550 người tuyên truyền và để đi mít tinh ở cái khu vực khu dân cư Nam Long và sau đó là sẽ cho các em chơi tham gia một số các trò chơi thì cùng cùng với đó là sẽ tổ chức cho cái liên đội trường tiểu học An Thạnh là tổ chức tuyên truyền cho các em về các phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước xác định công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng trong dịp hè là một trong những hoạt động trọng tâm đến nay đã có hơn 100 buổi sinh hoạt hè trên toàn tỉnh do đoàn thanh niên các cấp phối hợp các đoàn thể thực hiện. Bên cạnh nhiều hoạt động vui chơi, buổi sinh hoạt còn tập trung vào việc trang bị kỹ năng sống, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực trẻ em, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị. Sáng giờ con được tham gia hoạt động là tiên triền, đuối nước với lại con được tham gia hoạt động là trò chơi với nấu ăn. Con thích nhất là hoạt động nấu ăn. Con mong muốn là có những cái chương trình tiên truyền giống vậy để cho mọi người biết và cẩn thận hơn hội phụ nữ xã phối hợp thì cũng mong muốn cho các em là có buổi sinh hoạt hè được vui vẻ năng động và sinh hoạt hơn và có thể tham gia những trò chơi vui vẻ tích cực để các em trải nghiệm hè vui năng động có thể nói các hoạt động sinh hoạt hè năm 2023 diễn ra sôi so nổi rộng khắp với nhiều loại hình sáng tạo hướng các em vào sinh hoạt tập thể tạo môi trường giáo dục lành mạnh an toàn thu hút đông đảo thanh thiếu niên nhi đồng tham gia giúp các em có thêm kiến thức cũng như kỹ năng sống để phát triển toàn diện. Thưa quý vị, cả 4 đội tuyển học sinh Việt Nam dự thi quốc tế năm 2023 ở các môn Toán, hóa Học, vật Lý, Sinh học đều đạt kết quả cao. 100% thành viên của các đội tuyển đều giành quy chương. Cụ thể, đội tuyển Toán học có 6 trên 6 học sinh tham dự đều đoạt quy chương, gồm 2 quy chương vàng, 2 quy chương bạc, 2 quy chương đồng. Với kết quả này, Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 6 trên 112 quốc gia dùng lãnh thổ tham dự kỳ thi. Trong đó, đội tuyển vật lý có 5 trên 5 học sinh tham dự đoạt quy chương, gồm 2 quy chương vàng, 2 quy chương bạc và 1 quy chương đồng. Việt Nam đứng trong top đầu tổng số 84 quốc gia và dùng lãnh thổ tham dự kỳ thi. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 7, công an xã Phú Riền, huyện Phú Riền, tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận hai cá thể TT Java có tổng trọng lượng 3 kg do một người dân bắt được và bàn giao lại. Hiện cơ quan công an đã thực hiện các thủ tục để bàn giao hai cá thể TT Java này cho cơ quan chuyên môn. Cá thể TT là một trong những động vật quý hiếm có tên trong sách đỏ, được bảo tồn nghiêm ngặt. Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên, một tổ chức bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam, Việt Nam có hai loại TT là Java và TT vàng, thuộc danh mục trong sách đỏ Việt Nam, tình trạng cực kỳ nguy cấp. Thủ tướng Thái Lan sắp mãn nhiệm Prayuth cha ngày 20 tháng 7 đã lên tiếng kêu gọi người dân kiềm chế. Sau khi người ủng hộ nhà lãnh đạo tiến bước Bita Limcha Rangrat đã tiến hành biểu tình do lưỡng diện Quốc hội Thái Lan bỏ phiếu quỹ đề cử cương vị thủ tướng do ông này. Tuyên bố của chính phủ Thái Lan cho biết, Thủ tướng Prayuth đang theo dõi sát diễn biến tình hình. Tuyên bố nhấn mạnh, ông Prayuth mong muốn tất cả các bên bày tỏ quan điểm chính trị một cách hòa bình, trong khuôn khổ pháp quyền và không bạo lực để tránh ảnh hưởng đến kinh tế, thương mại hoặc đầu tư. Trước đó, đông đảo người ủng hộ ông Pita tập trung bên ngoài tòa nhà quốc hội đã bày tỏ sự thất vọng sau khi tòa án hiến pháp Thái Lan tạm thời đình chỉ tư cách nghị sĩ của ông Pita liên quan một vụ kiện ông vi phạm luật bầu cử. Lẫn diện Quốc hội Thái Lan cũng bỏ phiếu quỷ bỏ việc tái đề cử ông Pita làm ứng cử viên thủ tướng. Theo kế hoạch, lẫn diện Quốc hội Thái Lan sẽ tiến hành phiên họp chung bầu thủ tướng mới vào ngày 27 tháng 7. Theo đó, các chính đảng sẽ đề cử ứng cử viên của mình, tiếp đó là phiên tranh luận về tiêu chuẩn của các ứng cử viên trước khi Quốc hội tiến hành bầu chọn thủ tướng vào 17 giờ cùng ngày. hôm qua triều tiên đã cảnh báo việc mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân chiến lược tới hàn quốc đã đáp ứng các điều kiện để bình nhận sử dụng vũ khí hạt nhân hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna dẫn tuyên bố của bộ trưởng quốc phòng nước này kang sunam nhấn mạnh việc mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân và các khí tài chiến lược khác tới hàn quốc đã đáp ứng các điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân theo luật định của bình nhẫn cũng theo ông Kang, tình hình quân sự trên bán đảo Triều Tiên đã có những thay đổi căn bản do các động thái quân sự của Mỹ và các đồng minh. Một trong số đó là việc triển khai tàu ngầm hạt nhân của Mỹ và việc Mỹ cùng Hàn Quốc tiến hành cuộc họp đầu tiên của nhóm tư vấn hạt nhân song phương. Hiện Mỹ chưa đưa ra bình luận trước những phát biểu trên. Hôm qua, chính phủ Isaac thông báo đã yêu cầu đại sứ Thụy Điển tại Baghdad rời khỏi lãnh thổ Isaac đồng thời tuyên bố triệu hồi đại biện lâm thời của nước này tại Thụy Điển nhằm phản đối vụ việc mới nhất liên quan đến kinh Koran ở Stockholm, vốn đã khiến hàng trăm người tới biểu tình và phóng quả bên ngoài Đại sứ quán Thụy Điển tại Baghdad. Quyết định trục xuất Đại sứ Thụy Điển được đưa ra sau khi Isaac đã cảnh báo chính phủ Thụy Điển rằng bất kỳ vụ tái diễn đốt kinh Koran nào trên đất Thụy Điển cũng sẽ dẫn đến việc cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ngoài việc trục xuất đại sứ Thụy Điển ở Baghdad, Chính phủ Iraq cũng đã đình chỉ giấy phép hoạt động của công ty Ericsson của Thụy Điển trên lãnh thổ Iraq. Tại Nam Phi, một người thiệt mạng và ít nhất 41 người đã bị thương trong vụ nổ ở khu vực trung tâm thành phố Johannesburg vào giờ cao điểm chiều tối 19 tháng 7 theo giờ địa phương. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được làm rõ. Giới chức sở tại cho biết, trong số những người bị thương có hai người đang trong tình trạng nguy kịch. 9 người bị thương nặng và 30 người bị thương nhẹ. Vụ nổ còn phá hủy một đoạn đường khiến nhiều phương tiện giao thông bị lật và có thể còn có người mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, hiện tình hình đã hoàn toàn được kiểm soát. Tuy nhiên, nhiều người dân trong khu vực nghi nhận các triệu chứng ban đầu tức ngực và khó thở. Thông tin ban đầu cho rằng vụ nổ liên quan đến các đường dẫn khí đốt dưới lòng đất. Tuy nhiên đến tối cùng ngày công ty cung cấp khí đốt của thành phố đã bác khả năng này mặc dù sau đó cho biết thêm có phát hiện một rò rỉ nhỏ ở đường ống dẫn khí song cho rằng đây là hậu quả của vụ nổ chứ không phải nguyên nhân kết quả điều tra sơ bộ cũng cho thấy cơ sở hạ tầng thoát nước cũng không có vấn đề Truyền thông Ấn Độ ngày 20 tháng 7 đưa tin một vụ sạt lở đất do mưa lớn đã xảy ra tại bang Maharashtra miền nam nước này, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và gần 100 người mất tích. Hiện lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để giải cứu những người còn mắc kẹt. Giới chức sở tại cho hay, vụ sạt lở đất xảy ra vào đêm 19 tháng 7 tại một ngôi làng với hơn 200 người sinh sống ở Isanwadi, cách thành phố Mumbai, thủ phủ bang Maharashtra khoảng 60 km. Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường và giải cứu hơn 80 người, trong khi gần 100 người khác được cho vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Mưa lớn gây cản trở hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Tại nhiều khu vực, nhân viên buộc phải dùng tay để di chuyển gạch đá.